Chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay định không có ra cái video nào hết các anh chị, bởi vì hôm nay tôi lên tòa gần như là cả ngày. Chiều mãi 6:30 tôi mới về đến nhà thì xử lý những công việc nó còn tồn đọng của ngày hôm nay. Sau đấy là tôi mới ăn cơm, tắm rửa ăn cơm mới kết thúc một cái ngày khá là mệt mỏi hay là khá là mệt. Thứ nhất là mệt bởi vì là hôm nay đi xa. Và nói chung là các vấn đề liên quan đến pháp luật đều mệt cả các anh chị. Thì tranh thủ lên đây tôi lướt cái comment và bình luận của các anh chị ở trên kênh của tôi thì tôi có thấy có một cái bạn bạn nói một câu thế này. Đây này, ở trên này. Tôi sẽ đọc cho anh chị. Bạn này bạn nói là không có FE thì mấy thằng nghèo như tụi tôi không có góp để mà trả. Tôi tại sao tôi đọc câu 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 comment của bạn này mà tôi lại làm cái video? Bởi vì tôi thấy bạn này nói đúng. Bạn này nói đúng. Trước đây có rất là nhiều bạn, nhiều anh chị nói với tôi là anh Hùng ơi, tại sao anh không diệt thằng FE đi, không diệt các công ty tài chính đi. Thì trước đó tôi có nói với các anh chị thế này, là bây giờ nếu như mà tôi diệt đi, tôi chưa nói là làm được hay không, nếu như tôi diệt đi thì các anh chị lúc cần tiền thì vay ở đâu. Nên là tôi đã nói với anh chị là thay vì diệt đi thì chúng ta sẽ làm những cái bài toán nó khác hơn, đó là cảnh báo, phản ánh và yêu cầu phải điều tiết lại. Thứ nhất, điều tiết lại cái quy trình đòi nợ. Và bây giờ tôi thấy rất là ổn rồi, đúng không ạ? Cái thứ hai, điều tiết lại lãi suất thì đến thời điểm bây giờ, cái hệ thống tài chính thì các anh chị cũng biết được rồi. Do nó rủi ro cao nên là cái lãi suất nó sẽ cao hơn ngân hàng. Hay nào? Nhưng mà chắc chắn sắp tới sẽ có những điều chỉnh, bởi vì là nếu mà không hạ lãi suất thì nó sẽ có rất là nhiều cái rủi ro về pháp lý. Cái thứ hai nữa là nhiều rủi ro về vấn đề mà thanh khoản của khách hàng, đặc biệt là khách hàng sẽ không còn vay vốn. Nhưng mà chúng ta xét ở một cái góc độ mà về một cái góc độ lớn đấy, là nếu như trường hợp mà các anh chị mà đang nợ tiền, đúng không? À mà đang 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 đang, đang nợ tiền ở bên xã hội đen chẳng hạn đi, ví dụ nợ tiền xã hội đen hoặc nợ tiền bọn áp đi, mà các anh chị vay được của công ty tài chính nào đấy, giống như ở câu chuyện này là FE chẳng hạn, thì các anh chị có được một khoản tiền, một cục tiền và các anh chị có thể trang trải, các anh chị có xử lý được rất là nhiều việc, đúng không ạ? Đó, ví dụ các anh chị vay 50 triệu. Nếu chúng ta tính 50 triệu và chúng ta tính luôn cái tiền lãi mà chúng ta phải trả thì nó khá là nhiều. Tôi ví dụ là 50 triệu trong vòng 36 tháng đi, 36 tháng tôi cứ cho một tháng là 3 triệu, thực ra nó không đến 3 triệu nhưng mà tôi cho nó 3 triệu đi. 3 triệu cho nó cao luôn. Là 3 triệu tôi nhân cho 36 tháng. Thì thực tế nó hết 108 triệu. Nếu như chúng ta nhìn góc độ là u trời ơi, vay 50 triệu mà trả xong thành 108 triệu và chúng ta lấy 108 triệu chúng ta trừ cho 50, nghĩa là chúng ta bị mất cái tiền lãi 58 triệu. Thì cái 58 triệu này tôi sẽ chia cho 3. Thì một năm của chúng ta sẽ mất 19 triệu 300 nghìn. Tôi cho là 20 triệu. Vậy thì một năm của chúng ta mất 20 triệu, đúng không ạ? Một năm mất 20 triệu thì tôi sẽ lấy 20 triệu này đi. 20 triệu tôi chia cho 12 tháng. Nghĩa là mỗi tháng chúng ta mất 1 triệu 6. Một tháng 1 triệu 6. Đấy là cái bài toán mà tại sao FE nói là lãi suất chỉ là 1,66% một tháng. Và cái câu chuyện ở đây là một tháng chúng ta mất 1 triệu 6, 1 triệu 6 của 50 triệu, đúng không ạ? Vậy thì tính ra tính đi tính lại thì chúng ta bị mất một cái khoản tiền lãi khá là nhiều, nhưng ở một cái góc độ mà nếu mà chúng ta cầm cái tiền đó về giải quyết công việc cũng được rất là nhiều việc. Chúng ta có thể trả cho xã hội đen ở trên mạng hoặc là ngoài xã hội. Rồi chúng ta có thể trang trải cuộc sống. Ví dụ như bây giờ đang cần một khoản tiền để làm ăn hoặc là cần một khoản tiền đi bệnh viện, cần một khoản tiền để làm một cái việc gì đó, kinh doanh buôn bán mua sắm này nọ các thứ. Và chúng ta chấp nhận một câu chuyện là thôi, vay 50 triệu xong cứ mỗi tháng đi trả 3 triệu đến khi nào hết thì thôi. Thì tôi thấy vẫn là chấp nhận được, không có vấn đề gì cả. Chứ còn bây giờ các anh chị đi vay app đi. Các anh chị nhìn mấy hôm nay tôi làm cái vấn đề app khá là nặng. Thế nào? Các anh chị thấy không ạ? Các anh chị vay app, các anh chị chỉ cần vay 5 triệu thôi, 5 triệu mà trong vòng một tuần các anh chị có thể trả đến 7 triệu rưỡi 8 triệu. Một tuần thôi ạ. Mà các anh chị không trả cực kỳ nguy hiểm, nguy hại. Tôi nói thật, nó đăng ảnh gọi người thân là xin lỗi tình yêu luôn. Nhưng đối với các công ty tài chính cái việc đó nó rất hạn chế, có rất nhiều. Trước đây khi mà tôi chưa làm kênh thì có, đúng không ạ? Có rất là nhiều nhưng mà bây giờ nó cũng hạn chế một phần. Thì nhân cái cơ hội mà trả lời cái câu hỏi của bạn này, tôi thứ nhất là tôi tán thành và tôi cũng khá là đồng ý với quan điểm của bạn này. Nếu như không có các công ty tài chính, giống như bạn này nói FE chẳng hạn, không có các công ty tài chính thì chắc chắn các anh chị sẽ không vay được ở đâu hết và các anh chị sẽ đi tìm vay ở xã hội đen. Cái nhu cầu vay nhiều thì bọn app nó ra nhiều. Vay xã hội đen tôi nói thẳng với anh chị, các anh chị sẽ phải 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 đối mặt với một cái thế lực ở bên ngoài.
Và những cái câu chuyện ném mắm tôm, tạt sơn, đổi đánh, đấm đá đã xảy ra rất là nhiều. Các anh chị thấy có những cái vụ án đến bây giờ người ta đã khởi tố về cái tội mà cho vay nặng lãi, đúng không ạ? Cho vay nặng lãi, rồi cái chuyện mà đòi nợ sai quy định. Mãi sau này chúng ta có một cái thông tư, đầu tiên là cái thông tư 18, đúng không? Thông tư 18 để quy định về vấn đề đòi nợ, bởi vì công ty tài chính nó làm quá ghê đi thì ra cái thông tư 18. Sau đấy đến cái nghị định 100, đúng không ạ? Nghị định 98 ấy, nghị định 98, sau đến nghị định 98 thì chúng ta thấy rõ ràng là cấm đòi nợ thuê, và thực sự là khai tử đòi nợ thuê từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, đúng không ạ? Từ đầu năm giờ là tròn 1 năm, tròn 1 năm. Thì đây cũng là những cái mà chủ trương của Đảng và Nhà nước, rồi hệ thống pháp luật chúng ta nhằm hạn chế tất cả những vấn đề mà nó xảy ra liên quan đến an ninh trật tự xã hội. Và mục đích của chúng ta là đưa cuộc sống về mức cân bằng và bình ổn, đúng không ạ? Bình ổn. Mọi người tập trung làm ăn và mọi người sẽ có thể là đỡ hơn trong cái việc là bị người ta đòi nợ ha. Thì trên cái quan điểm mà tôi nghĩ rằng có rất là nhiều người cũng rất là đồng ý với cái việc là công ty tài chính nó cũng là một cái giải pháp. Tuy nhiên, chúng ta không thể mà chúng ta cứ mượn vào cái cớ đó để chúng ta đi vay. Bởi vì là bây giờ nếu mà các anh chị vay, các anh chị phải hiểu được vấn đề vay được có trả được hay không. Nếu mà các anh chị vay được rồi mà không trả được thì hơi bị mệt đấy ạ, đúng không ạ? Hơi bị mệt đấy. Đây là một cái câu chuyện nữa. Cái thứ hai nữa là các anh chị vay về rồi, các anh chị mà cảm thấy lãi cao thì chúng ta nên dừng lại. Khi mà chúng ta vay thì chúng ta phải chấp nhận cái việc này chẳng hạn, đúng không ạ? Và đặc biệt có một cái vấn đề mà tôi thấy là trong thời gian gần đây có rất là nhiều bạn, nhiều anh chị phản ánh với tôi là cái việc mà các anh chị vay ban đầu ấy, so với cái chị trả nó lại khác xa nhau. Giống như câu chuyện ngày hôm qua tôi có chia sẻ, đúng không ạ? Vay 50 triệu, nhân viên tư vấn thì bảo là trong vòng 24 tháng, trả trong vòng 24 tháng. Nhưng thực tế lên hợp đồng khi mà đã trả được vài tháng mới phát hiện là 36 tháng. Vậy thì tôi lưu ý với các anh chị ấy, là các anh chị mà vay mượn tiền ấy, thì các anh chị đọc kỹ hợp đồng cho tôi, tìm hiểu thật kỹ và lưu ý là lưu lại cái bạn nhân viên đấy. Thứ nhất, chứng minh nhân dân của bạn đấy chẳng hạn này. Các bạn yêu cầu là phải xuất trình chứng minh thì mới vay, còn không thì thôi. Nếu làm được việc này thì vay, còn không thì thôi. Nhưng mà hầu hết các bạn, các anh chị lúc đó thì đang cần tiền rồi, đúng không ạ? Đang rất là cần tiền nên là không có thời gian mà đi đòi hỏi, bởi vì đòi hỏi thôi là người ta không làm rồi. Nhưng các bạn lén lén im im, các bạn thu thập thông tin xem nhà của bạn đấy ở đâu này, ở như thế nào này. Bởi vì mai mốt gặp sự cố một cái thôi, chính cái bạn đấy bắt buộc bạn ấy phải đi xử lý cho các anh chị, đúng không ạ? Đây là một cái mà tôi muốn lưu ý với các bạn. Thì ngày hôm nay thực sự là cũng khá là mệt. Đúng ra tôi không có lên video đâu, nhưng mà tôi biết là có nhiều bạn, nhiều anh chị đang mong và ngóng cái video của tôi. Nên là tôi cứ lên video, thứ nhất là để các anh chị coi và các anh chị dễ ngủ. Và tôi muốn chốt các anh chị một vấn đề thôi. Cuối năm rồi, Tết nhất rồi, có nợ thì gác lại một bên nhé. Có nợ gác lại một bên. Bây giờ thì để tập trung để chúng ta đón một cái năm mới cho nó rộn ràng hơn. Còn bây giờ mà đến thời điểm này mà các anh chị vẫn đang còn lo lắng thì tôi khuyên thế này. Về vấn đề mà bị người ta gọi điện đòi nợ hoặc bị người ta đến nhà đòi nợ thì các anh chị cứ thẳng thừng trả lời cho tôi rằng là qua Tết anh chị xử lý, còn bây giờ không có tiền, còn muốn cái gì cứ ra công an làm việc. Nó cũng là một cái cách, nhưng đấy là chỉ cách để nói chuyện thôi. Và đặc biệt là các anh chị nên tâm lý, nên đừng có lo lắng quá, không nên lo lắng quá, không nên lo lắng. Nên tạm thời gác cái nợ lại ở một góc vườn nào đấy, một góc nhà nào đấy, rồi chúng ta sẽ lên một cái kế hoạch để chúng ta bắt đầu sang năm có một cái năm mới, chúng ta kiếm tiền và tập trung kiếm thật nhiều tiền. Tôi hay nói với một vài em học trò của tôi, tôi đi dạy mà, tôi hay nói với học trò của tôi rằng là nếu như các em mà xác định mà kiếm tiền ấy thì phải tuân theo một cái nguyên tắc, hay không? Tuân theo một nguyên tắc. Thứ nhất, là phải liều, nói thẳng luôn phải liều. Khi đi làm bất kỳ một điều gì đó phải liều. Sau khi liều rồi thì phải nghiêm túc để làm. Sau khi liều nghiêm túc rồi thì phải có một cái nữa, đó là tập trung cao độ vào. Tập trung nghĩa là bây giờ các anh chị có đi bán vé số thì các anh chị cứ tập trung cho tôi cái nghề vé số đó thật tốt và đi mãi với nó thì kiểu gì cũng giàu. Còn đừng có làm cái này rồi lại nhìn cái kia, nghĩa là các anh chị có làm gì cũng được, bán bún cũng được, bán vé số cũng được, các anh chị làm tạp vụ cũng được, nhưng mà cố gắng làm một nghề và tập trung nuôi cái nghề đó. Và lưu ý với các anh chị, cái này chỉ dành cho những anh chị chúng ta có một cái suy nghĩ là làm riêng, chứ còn nếu mà anh chị đi làm cho người ta thì thôi, cứ làm công ăn lương đi về thôi. Đây là các anh chị là suy nghĩ đến cái chuyện là làm riêng. Tôi hay nói câu chuyện là
Thay vì chúng ta đi tưới cây cho người ta, chăm cây cho người ta, đến lúc có hái quả người ta hái quả đi bán, chúng ta chỉ nhận được tiền công thôi. Thì bây giờ chúng ta phải trồng cái cây cho mình đi, trồng cái cây cho mình, trồng cái cây cho mình và tưới tắm và thuê người về để tưới tắm cho nó, giống như tôi đang làm cái kênh YouTube chẳng hạn thôi. Trước đây tôi cũng đi làm cho người ta, sau đấy tôi tự mở kênh ấy, chẳng hạn tôi mở kênh rồi tôi chăm bón nó cho tôi làm việc tôi rất là đấy, quan trọng là yêu nghề đấy, rất là yêu nghề đúng không ạ, yêu nghề. Sau đấy là tôi thuê người về để tôi phát triển cái kênh của mình lên trở thành một cái đơn vị chính thống luôn như bây giờ, một đơn vị hỗ trợ có pháp nhân đàng hoàng. Trước đây thì manh manh muốn chưa có, bây giờ thì rất là ổn và có, và đội ngũ nhân viên tôi rất là đông đúng không ạ. Thôi có đôi lời tâm sự với các anh chị như thế, và tôi hy vọng là tiếp tục được anh chị ủng hộ chia sẻ video. Cảm ơn anh chị, chúc anh chị ngủ ngon.